vì BTS đáp trả cực gắt cả fan lẫn Xa Seang. Vì BTS được yêu mến vì nhiều điều như tài năng, vẻ ngoài và tính cách tốt bụng, vì cũng có thể khá trung thực, đặc biệt với người hâm mộ. Chuyện người hâm mộ siếp các thần tượng là chuyện khá quen thuộc, nhưng không phải lúc nào thần tượng cũng thích điều này. Một lần khi V đang gợi ý về những cách ngủ ngon, một ARMY đã nói anh hãy ngắm nhìn tình yêu của mình, Jungkook. Em biết này, anh có thể ngắm ảnh tình yêu của anh, Jungkook, ARMY này viết. Vì không thích chuyện này lắm vì anh luôn coi Jungkook như em trai. Ngay lập tức, V đã trả lời bên dưới rằng, hãy loại bỏ suy nghĩ đó đi nào, nó không tốt đâu. Nhiều người cho rằng hành động gán ghép của bạn fan trên cũng chỉ nhằm mục đích gây cười, nhưng trong một số trường hợp, nó ảnh hưởng và khiến các thần tượng khó chịu. Mặc dù BTS có rất nhiều người hâm mộ tuyệt vời, không may là họ cũng có nhiều Seseang fan cuồng. Những người này thường xâm phạm không gian riêng tư, rình rập cuộc sống của thần tượng. V nói rằng thỉnh thoảng gặp Seseang trên máy bay và đó là trải nghiệm không thú vị gì. Chúng tôi hiện đang bay máy bay riêng nhưng thực sự rất thích bay thương mại. Nhưng mỗi khi bay như vậy, dù xa hay gần, đều có những người biết trước chúng tôi sẽ ngồi đâu, họ sẽ ngồi trước hay ngay cạnh chúng tôi, khiến chúng tôi hơi khó chịu. Thành thật mà nói, tôi ước họ đừng làm vậy, nó khiến tôi sợ, thực sự. Vì kẻ khổ, vì coi các thành viên BTS như người thân trong gia đình và luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ họ. Trên Weverse, một người hâm mộ đã đăng ảnh hè về J-Hope và vì không thích như vậy chút nào. Vì đáp rằng anh sẽ không tương tác với những người đăng ảnh kỳ quái về các thành viên. Xin hãy bảo vệ người anh của chúng tôi. Tôi sẽ không đáp lời những ARMY nào đăng ảnh kỳ quái, vì lớn tiếng. Trên Weverse, ARMY đôi khi bày tỏ mong muốn cưới các thành viên BTS. Một lần, có ARMY hỏi cưới Vì. Cưới em nhé, ARMY này tha thiết. Vì từng nhiệt tình giúp đỡ ARMY tìm ra công việc trong mơ của họ. Một ARMY từng nói mơ ước của mình là cưới Vì. Mơ ước của em là cưới Taehyung, ARMY viết. Vì khá man dợ khi đáp, có vẻ như là em vẫn chưa có giấc mơ gì. Khi có ARMY hỏi cưới Suga, nghĩ về Suga là sở thích của em nghiêm túc muốn cưới Suga. Vì đáp, hiện nay đối tượng của em đang ở Chung Cheon Nam Đô ấy. Khi có thời gian, hãy ghé thăm nhé. Thực ra, có một phòng khám nha sĩ ở đây mang tên Min Yoongi. Xa Seang fan nổi tiếng với việc thích và muốn đến gần các thần tượng chụp ảnh, quay phim họ. Trong một lần ở sân bay gặp phải sự việc này, vì BTS đã giải quyết vấn đề này cực gắt. Vì lấy điện thoại ra và giả vờ chụp ảnh các Xa Seang fan cố tình tiếp cận anh chàng. Sau khi anh ấy làm điều tương tự như họ đã làm, các Xa Seang fan buộc phải lùi lại, chấm dứt hành vi trước đó. Cộng đồng ARMY đa phần tỏ ra thông cảm với phản ứng quyết liệt của Vì. Văn hóa ship cặp đôi tồn tại ở K-pop khá lâu và là yếu tố giúp các idol thu hút người hâm mộ. Tuy nhiên, một số fan hành động quá đà, thậm chí đề cập đến những tin đồn, câu chuyện tưởng tượng trước mặt thần tượng gây ra nhiều tình huống ngại ngùng.